Dạ vâng, Hải chào tất cả mọi người. Rất vui gặp lại tất cả mọi người ở một video tiếp theo. Thì hiện tại thì Hải đang có mặt tại khu vực chợ Bến Thành. Và bây giờ là 21 giờ 30 phút rồi. Thì mọi người, giờ này chợ Bến Thành đã đóng cửa. Dạ vâng, thì ngày hôm nay thì có một cái thông tin mà Hải muốn chia sẻ tới quý cô chú anh chị các bạn về tuyến Metro Bến Thành. Đó, một thông tin hơi buồn một xíu. Đó là tính là dự kiến này tháng 7 này sẽ đưa vào tuyến Metro thương mại, nhưng mà vừa rồi ngày hôm qua thì mới có thông báo mới đã rời về đến tháng 10 cơ mọi người. Thì bây giờ Hải mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi dạo cùng Hải, cũng như là mình cùng cập nhật cái thông tin. Thực sự mà nghe tới rời tới tháng 10 cũng hơi buồn một xíu. Hải cứ tưởng là đến tháng 7 này thì có thể phục vụ quý cô chú anh chị các bạn mình đi tham quan rồi. Đây, hôm nay thì Hải có tham khảo trên báo này. Đây, báo Đầu Tư Tài Chính. Bây giờ thì Hải sẽ quay cho mọi người khung cảnh xung quanh một xíu. Cụ thể như sau. Chiều ngày 16 tháng 5, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bên MAUG vừa cập nhật tình hình thực hiện các dự án đường sắt tại Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, liên quan tới tiến độ xây dựng của tuyến Metro số 1 ngày 2 tháng 5, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nhật Bản tại Việt Nam đã có công hàm gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm của chính phủ Nhật JCA và các nhà thầu sẽ hoàn thành công tác thi công dự án trong năm 2024. Thì theo công hàm, phía Nhật cho rằng tuyến Metro số 1 có thể thực hiện công tác đào tạo cán bộ nhân viên điều hành vào tháng 8 và tháng 9 và tổ chức chạy thử vào tháng 10 và tháng 11 và sau đó chứng nhận an toàn. Trong khi đó, theo MAUG, các công việc của tuyến Metro số 1 đều rời tiến độ so với báo cáo tài chính gần một tháng trước đó. Trong tất cả các cuộc họp cuối năm 2023 đến nay, các nhà thầu Hitachi luôn khẳng định sẽ hoàn thành công tác ITC của dự án tuyến Metro số 1 vào cuối tháng 5. Trên cơ sở, các nhà thầu còn lại cố gắng thúc đẩy tiến độ và các phần việc còn lại để đáp ứng các mốc hoàn thành đào tạo và hoàn thành công việc đưa tuyến Metro số 1 vào vận hành vào quý 4. Tuy nhiên gần đây nhà thầu Hitachi thông báo về tiến độ ITC có thể bị đẩy lùi đến cuối tháng 7. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác hoàn thành dự án. Vâng, thì ở đây là Hải cập nhật gửi cho mọi người cùng biết. Thực sự một cái thông tin này rất là buồn luôn. Tất cả mọi người dân đang trông chờ đến tháng 7 này để mình có thể trải nghiệm thử cái tuyến Metro như thế nào, nhưng mà thực sự bây giờ lại có cái công điện này là rời lại tới tháng 10. Đấy, chắc là phải đến cuối năm nay thì mình mới được trải nghiệm thử cái tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên mọi người ạ. Hôm vừa rồi thì Hải cũng có liên hệ nhờ mấy anh quay giùm Hải một cái đoạn tuyến Metro nhưng mà không được mọi người. Thực sự rất là buồn luôn. Đấy, không ngờ là rời lại nữa rồi. Thì bây giờ thì Hải sẽ quay tại khu vực này cho mọi người cùng xem một xíu, cũng như là cập nhật lại những hình ảnh đây rồi đi đào tạo tại khu vực này. Đây, thường tối là cô chú anh chị mình qua khu vực này để mọi người tập thể dục dạo đêm. Đây mọi người thấy làm hình giống như kiểu như bông sen đấy, bên trên rất là đẹp luôn. Đây, bên dưới là Hải thấy đây, cái chỗ xuất vé là có vẻ là ok hết rồi mọi người. Ở nó khác với ở Hà Nội là nó là màu xanh, còn ở đây chỗ xuất vé là nó màu vàng. Mình trải nghiệm là tuyến Metro này rất là hay khi mà mọi người có thể mua vé bằng máy tự động á, mọi người cho tiền vào đấy theo mệnh giá, cũng như là những khung đường mình đi thì người ta sẽ đếm mệnh giá cũng như là chặng á,
mình cho tiền vào trong cây và sau đấy mình lấy cái thẻ và đi qua cửa check thẻ, là mình quẹt thẻ, cả thẻ xong đấy là mình đi lên phòng chờ thôi. Và sau đấy mình đi trải nghiệm, mà lúc nào mình xuống thì mình bỏ cái thẻ vào trong cái chỗ máy cả thẻ là mình đi ra được. Vâng, thì khá là thuận tiện, hay không phải phụ thuộc quá nhiều tiền mặt. Nếu mà quý cô chú anh chị mình lớn tuổi mình không dùng được thì có thể ghé qua các cái quầy để người ta bán vé nhé. Đây thì vừa rồi thì dịp cuối năm thì tổ chức cho một đoàn Việt Kiều mấy nghìn người về tham quan tuyến metro rồi. Thực sự rất là thành phố Hồ Chí Minh rất ưu tiên Việt Kiều mọi người. Nhiều khi nhiều người dân trong nước còn chưa được trải nghiệm nhưng mà được ưu tiên cho Việt Kiều về tham quan tuyến metro rồi. Đây, khu vực này thực sự là hơi tiếc một xíu, lòng nó hơi buồn mang mát. Đây, cái dự án này mọi người xem trên kênh của Hải, chắc là từ cái ngày mà Hải làm kênh bây giờ là Hải quay dự án này khá là nhiều. Đấy, cũng cập nhật liên tục cho mọi người từ cái lúc mà nó đang hoàn đang trong quá trình săn lấp mặt bằng, đến bây giờ là nó cũng gần tương đối hoàn thiện gần hết rồi. Đấy, khu vực này máy móc để nguyên đấy. Trái mọi người một cái không gian đi dạo về đêm tại công viên 23 tháng 9 đấy. Hôm sau cái khu vực này mà hoàn thiện mọi người, chỗ này rất là đá luôn đấy, rất là mát. Nhưng mà tiếc quá, thật sự là phải có một thời gian nữa thì mình mới được trải nghiệm đó. Hiện tại bây giờ là tháng 5, đấy, chắc là khoảng 4-5 tháng nữa thì mình mới được trải nghiệm. Bây giờ mình sẽ đi dạo dạo đây và sau đấy đi về. Rồi, giờ này muộn, để nghỉ ngơi một xíu. Đi từ lúc 6 giờ ấy giờ. Xanh tốt cũng như là hoa cây cối là khá là tốt hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào một đoạn trên hướng đạo này. Đây, khu vực này mà thấy là có ghế không? Quý cô chú anh chị mình có thể ngồi ghế ở đây này, hóng gió mát, ngắm xe cộ đi lại. Đây, bên này là KFC thì McDonald's chứ, McDonald's. McDonald's là mở cửa 24/24 phục vụ quý cô chú anh chị các bạn mình ăn uống. Vâng, ngày hôm nay thì mọi người có thấy là giá vàng nó đang xuống, ai thấy nó xuống cũng nhiều chỗ thì xuống tới 1-200 luôn đó. Còn giá đô thì ngày hôm nay thì có vẻ là có khởi sắc một xíu. Để Hải đi lượn lượn xem có cái tin tức gì mới mới không để cập nhật cho mọi người xem. Hải sẽ đi điểm tiên, một cái số điểm tiên mà đang được quý cô chú anh chị mình khá là quan tâm, như là Giáo hội Phật giáo về thông tin, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông tin về phát ngôn của Thượng tọa Thích Trân Quang thông báo về ông Minh Tuệ. Vâng, thì đối với ông Thích Minh Tuệ mọi người thì dạo này nổi lên rất là rầm rộ. Sau cái trước thì không ai biết mấy đâu, sau cái clip mà thấy anh em YouTuber cũng như là TikToker rồi Facebooker chia sẻ rầm rộ thì những tháng gần đây thì thấy
mọi người quan tâm khá là nhiều, cũng như là mọi người đi theo cũng nhiều. Đấy, thì hiện tại thì ông ấy đang ở Hà Tĩnh mà thấy một cái lượng người đi rất là đông. Còn thầy Quang thì có một số cái phát ngôn nó không được chuẩn. Đấy, mình có cái công văn vậy. Thì bây giờ là mình một bên này có cái xe gấu khá là xinh mọi người, đây anh gấu xinh bên này đang ăn nhậu về đêm ấy, tưởng nó là một thiên đường luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào với đường Nguyễn Thái Học, đường Nguyễn Thái Học nha mọi người. Thì về khu vực hướng quận 3. Vâng, thì tiện đây thì cập nhật cho mọi người cái giá vàng luôn. Đó, giá vàng của ngày hôm nay nhá. Đối với vàng SJC thì vàng SJC hôm nay mua vào với giá là 87.500.000 đồng, nó bán ra với giá 90 triệu. Còn đối với vàng của Doji Sài Gòn mua vào với giá là 87.400.000 và bán ra với giá là 89.500.000. Thì đối với chiều mua vào là giảm 100.000 và chiều bán ra là giảm tới 200.000 nha quý cô chú anh chị các bạn mình. Thì còn đối với vàng Bảo Tiến Minh Châu SJC mua vào với giá là 87.450.000 đồng, giảm 100.000 và bán ra là với giá là 89.500.000 đồng, thì vẫn giữ nguyên, cũng không có cái gì thay đổi so với ngày hôm qua. Còn tới với vàng Phú Quý, Phú Quý thì mua vào với giá là 87.400.000 đồng, cũng giảm 100.000 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Còn bán ra thì vẫn giữ nguyên với giá là 89.500.000 đồng. Các khu vực này đi nhanh một xíu mọi người, bây giờ xe đi nhanh. Đối với ngoại tệ tại ngân hàng thương mại Việt Nam thì giá đồng USD thì hôm nay mua vào với giá là 25.220 đồng trên USD và giá bán ra với giá là 25.450 đồng nha quý cô chú anh chị các bạn mình. Còn đối với đồng euro thì hôm nay có vẻ chiều hướng đi giảm mọi người. Thì cụ thể như sau, thì mua vào với giá là 26.948 đồng trên 1 euro và bán ra với giá là 28.420 đồng. Thì để Hải tham khảo về cái giá đô la của thị trường tự do gửi cho mọi người luôn. Dạ vâng, thì hôm nay thì có vẻ là chiều hướng của tỷ giá USD thị trường tự do đang lên mọi người. Cụ thể như sau, mua vào với giá là 25.750 đồng và bán ra với giá là 25.820 đồng. Dạ vâng, thì chuẩn bị là lên với mức là 26.000 mà còn chỉ có khoảng 180 đồng nữa thôi, thì mình sẽ lên với mức là 26.000. Thật sự là quý cô chú anh chị này, mình về được Tết này thì chắc là khá là ok đấy mọi người. Để tỷ giá lên cao mà. Đấy, lên cao thì mọi người đổi sang tiền Việt được nhiều hơn, có cái chi tiêu. Nhưng mà đối với quý cô chú anh chị mình Việt kiều về bây giờ thì cũng ngao ngán. Đấy, về là phải mất tiền vé máy bay này. Rồi nếu mà về Tết thì mất rất là nhiều khoản quả cáp, rồi phải đi du lịch nữa. Nên nhiều Việt kiều làm nhiều năm cũng không có tiền về đúng mọi người. Ít nhất là một lần về thì mất tầm khoảng 10 tới 15 nghìn là ít. Sợ Tết là phải hơn đấy. Đây về chi tiêu cũng nhiều. À, bây giờ mua quả cáp thì không biết mua cái gì mà lì xì bây giờ. Việt kiều bằng tiếng về chẳng lẽ bây giờ lại lì xì ở. Về lì xì có vài trăm. Đấy, Việt kiều về thường đi nước ngoài về mà. Cái tiếng rất là sang thì lì xì chắc cũng phải nhiều hơn. Thấy mọi người, nếu mà Việt kiều về chi tiêu nó cũng
khoáng tay, chứ bây giờ người trong nước thì không nói, người trong nước bây giờ nhé, bây giờ người làm trong nước người ta mừng tuổi với lì xì nó tốn kém lắm. Lì xì bây giờ người ta mừng 1-2 triệu mà. Đây, đối với Sài Gòn này bây giờ thì phải mừng tầm khoảng 1-2 triệu hoặc là 500, 1 triệu thôi là ít. Rồi về còn cho bố mẹ, anh em, bạn bè nữa, họ hàng bây giờ mua quà thì phải quà xịn mà. Việt Nam mình bây giờ những cái quà như là dầu gió hay là những cái xốp bánh răng các thứ là bây giờ bán đầy nhãn ra nên cũng không thiếu nữa. Thế bây giờ chỉ có nước hoa hoặc là cho tiền. Và nước hoa bây giờ Việt Nam nó bán đầy cũng chả thiếu nữa. Nên nhiều quý cô chú anh chị Việt kiều mình về nó là những cái nỗi băn khoăn khá là lo. Như Hải mỗi lần Tết là về quê ít nhất thì cũng phải hết tầm khoảng 30 triệu, về tầm khoảng 5-7 ngày. 30 triệu đấy là mình tiêu rẻ đấy. Rồi vé máy bay không là rơi vào khoảng 8-9 triệu. Rồi về tiền xe tàu đó tốn cũng khá nhiều. Với những đối với Việt Nam gần đây thì kinh tế nó cũng khó khăn, làm ăn nó cũng khó, hay nhiều người cũng muốn về. Nhưng mà thầy thấy là cái vừa Tết vừa rồi thì mọi người về khá là đông. Thì bây giờ trước là mọi người không về được vì người hướng dịch Covid-19, bây giờ thì về thì thoải mái thôi. Thôi thì hiện tại thì mình đang có mặt tại 6 khu đống mọi người. Đêm mọi người đang đổ ra đường đi ăn chơi ghê. Ngày thứ sáu mà ngày mai mọi người rất là nhiều công ty đang nghỉ, chắc phải 50% rồi các công ty đang nghỉ. Vâng, thì mọi người xem xong clip này thì mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai Hải sẽ qua phố Tây Bùi Viện quay mọi người cùng xem nhé.
vâng, thì Hải xin phép được dừng nha. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành cùng với Hải, và chúc tất cả mọi người có một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.